Lá nhộn, một loại lá hỗ trợ rất là tốt trong vấn đề về phụ khoa nhưng mà lại không phổ biến như lá trầu không hay là lá trà xanh. Cây nhội còn có tên gọi khác là trọng dương mộc này, thu phong, cây quả cơm nguội. Và cây được sử dụng trong dân gian rất là nhiều, trong đó có hỗ trợ về vấn đề viêm phụ khoa cũng tốt. Và với bài thuốc dân gian thì chúng ta có thể dùng lá này và ngọn non để sắc thành nước, dùng để vệ sinh hàng ngày. Và cách này sẽ hỗ trợ loại bỏ vi khuẩn này, cân bằng độ pH vùng kín và hạn chế cái tình trạng vi khuẩn lây lan. Và ngoài ra chúng ta có thể sắc nước để uống nữa nha. Tuy nhiên thì dễ dàng hơn cả, chúng ta có thể lựa chọn các sản phẩm có chiết xuất lá nhộn để sử dụng. Và tiện lợi hơn và an toàn hơn khi các thành phần được tính toán hàm lượng và kết hợp hợp lý. Như chai dung dịch vệ sinh Lumi này ở trên tay mình có một bảng thành phần mà theo mình thấy là đánh giá rất là ổn luôn. Vẫn có trầu không nhá, trà xanh và bổ sung thêm chiết xuất lá nhộn, chiết xuất hoa nghệ tây và nhiều thành phần tự nhiên khác, giúp vệ sinh sạch sẽ này mà lại hỗ trợ về giảm mùi, hỗ trợ kháng khuẩn, kháng viêm, hạn chế nguy cơ bị viêm nhiễm. Mùi hương thì lại dễ chịu chứ không bị mùi kiểu hóa học đâu. Và độ pH của nó cũng sẽ phù hợp với vùng chữ Y của chị em mình nữa. Giá thành hợp lý cho một chai 150ml, dùng từ 2 đến 3 tháng cơ. Chị em có thể mua ngay ở trong link dưới đây nhé. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.